Are you here? Mine, can you read? It's time for us to check a lesson. Cô kiểm tra bài cô của một số bạn xem nào. Bạn mạnh lắm. Jam, crutches, scissors, medicine, glue, magazine, egg gloves, cutter, towel, tidy, present, scissors, sweater, sauce, suitcase. Good job. Thank you. The next one. Bạn tiếp theo. Đức sáng nào. Exam, pattern, scissor, medicine, glue, magazine, envelope, cupboard, bin, shelf, tidy, present, scissors, sweater, short, suitcase. Now let's read again number 10. Em đọc lại những số 10 nào. One. Sáng đọc lại những số 10 nào. Shelf. Not correct. It's a shelf. Again. Đọc lại những câu nào. Shelf. 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 Right. Thank you. Go on. Bạn bảo an. Bảo an, please. Exam, question, chiếu glue, magazine, envelope, cupboard, bin, cell, tidy, present, lost the seeds, sweater, sauce, suitcase. Now, you repeat this word. Giờ em phải nhắc lại cho con một số từ sau. Number three, scissor. Caesar. Right. Number 12, present. Present. Number 16, suitcase. Suitcase. Right, good job. Go on. The next, anh Hưng. Nó câu là exam, question, scissor, medicine, glue, magazine, envelope, cupboard, bin, shelf, tidy, present, t-shirt, sweater, short, siêu cây. Good job. The voice này. Đọc bạn nâng đọc tương đối tốt. Bạn Lê Khánh Huyền. The teacher, exam, question, teacher, medicine, glue, Magazine. magazine, envelopes, couple, bin, shell, tidy, to tidy. Present, t-shirt, sweater, short, siêu cây. Now, you repeat this word. Bây giờ em nhắc lại cho một số từ nào. Number 4, medicine. Medicine. Number 6, Magazine. magazine. Number 7, envelope. Envelope. Number 12, present. Present. Right, thank you. Đó là một số cái từ chúng ta đã học trong tiết trước. Chúng ta chú ý cho cô.
Cô đã kiểm tra với bài đọc của một số bạn, nhưng chúng ta chú ý cái cách phát âm ở một số âm cuối và âm gió. Ví dụ ta đọc là exam, exam, hoặc là question, question. Đó, có một số bạn đã đọc tương đối tốt, nhưng mà bên cạnh đó thì có một số bạn ấy thì đọc còn cái âm chưa mềm lắm. Đó, ta đọc cái tiếng địa phương ấy, nên là cái âm nó chưa mềm. Nào, let's check the next. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại câu bài số 2, đó là bài nghe. Ở đây mới có một số bạn đã gửi bài tập về nhà cho cô. Bây giờ chúng ta nhìn vào đáp án và chấm bài cho cô. Nhìn vào đáp án và chấm bài nào. Văn Huy, Thùy Dung là 2, Hà Anh là 3, Khắc An là 4, Hà Linh là 5, Quỳnh Trâm là 6, Lan Phương là 7, Khánh Toàn là 8, Yến Nhi là 9, Trần Linh là 10, Hữu Mạnh 11, Bảo Trâm 12, Hà Anh 13. Tiến Dũng 14, Anh Hưng là 15, Tuấn Anh 16, là 16 bạn đã gửi bài với cô. Đó. Vậy lớp đó có 24 bạn nhưng mà mới 16 bạn gửi bài. Cậu ơi, Khánh Nguyên gửi bài ra mà cậu. Khánh Huyên à? Khánh Huyên gửi một chậm lại cho cô nào, có thể nó trối bài. Cậu ơi, mình gửi bài rồi cậu. Đã người bài rồi không? Mình gửi rồi. Bình là 17, Khánh Huyền 18, ai nữa ạ? Đã ăn có. Đức Sảng rồi là 19. Bảo án bây giờ, mà bảo án mới gửi bây giờ đấy đấy, đúng không? Mới gửi lúc 19:41. Khánh Huyên thì hôm học xong là gửi rồi. Rồi. Đức Sảng rồi. À, vậy là mới có 19 bàn có bài. Bây giờ cô sẽ lấy điểm để xem 19 bàn đó là những bàn nào. Bây giờ các bạn đọc điểm cho cô nào. Mạnh Tấn là chưa nộp bài nè, đúng không? Mạnh Tấn đâu rồi? Hello Mạnh Tấn, are you here? Mạnh Tấn ở đó không? Mạnh Tấn, Mạnh Tấn cái này cô phải vào học rồi mà. Mạnh Tấn này, Khánh Toàn, Sao điểm đó? Khắc An, An, Mơ điểm quá. Khắc An với Bảo An là một đấy không em? Em đây cô. Không có. À, Bảo An khác Khắc An nào? Khắc An gửi lại cái bài cho cô mà. À đấy rồi. Bài Khắc An rồi, cô nhận được rồi. Bảo An mấy điểm? Mạnh tần đi cô ạ. Mạnh Tấn bài cô ở đâu em? Ba chưa gửi à cô?
cô đâu thấy bài của em đâu. Em nợ. Rồi, văn Đem Huy. người vào họp chat cô ạ. Cứ Văn mạnh miệng đi. Huy. Mới có 19 bạn gửi bài cho cô thôi. Văn Huy bao nhiêu? Văn Huy là có 4 à? Rồi. Tiếp, Đức Sáng. 10 rồi. Huy, sorry, Tiến Dũng. Dùng không gửi bài này. Đức Sáng. Rồi. Thùy Dung. Bạn Dung bài ở đâu? Bạn Dung gửi lại đến nhóm cho cô, đến giao rất lỗi cho cô nữa. Cô chưa thấy bài của bạn Dung. Dung gửi lại cho cô Thùy Dung. Thùy Dũng đâu ạ? À? Thùy Dũng không phải phản hồi này chắc học này. À, Thùy Văn Dung cũng không gửi vào Zalo cho cô có thể ba của Văn Dung trong Zalo cô đâu. Bảo Trâm. Bảo Trâm đó ạ. Yes. Bài Bảo Trâm bao nhiêu điểm ạ? Yeah, 30 của ạ. Bảo Trâm cũng không gọi gửi bài cho cô. À đấy rồi, Em ba Bảo Trâm đấy rồi rồi, cô thấy rồi. Bảo Trâm 10. Lan Phương, cô sẽ kiểm tra từng bàn một. Phương. Lan Phương. 6 rồi. Văn Dung gửi bài ở đâu Văn Dung? Văn Dung gửi vào Zalo của cô hay là ở đâu? Zalo Văn Dung chậm chứ có một chậm nào? Gửi lại chậm chứ có một chậm nào? Dung. À rồi rồi. Văn Dung gửi bài đây rồi. Văn Dung gửi vào thứ buổi chủ nhật đấy đúng không? Thứ hai. Thứ hai. Đúng rồi. Dùng. Này cô sẽ kiểm tra từng bàn một xem thế nào. Rồi. Lan Phương 6. Hào. Dương Hảo là không có bài này. Yến Nhi. Nhi 6. Rồi, Hữu Đều quá. Mạnh mấy điểm ạ? Bơi đều quá. Rồi, Quỳnh Trâm. Quỳnh Trâm 10.
Tuấn Anh. Tuấn Anh 8. Bảo An. Bộn quá. Bảo An được bộ nào? Về nhà cả bạn nghe mà không nghe lại với nhiều. Bảo An bài à. Rồi. Bảo An là mới gửi đấy. Đúng không? Hà Linh. Mới có. À, lên 10 rồi. Anh Hưng. Em có câu lớp tạm. Anh Hưng gửi lại cái bài cho cô cái mất. Tìm không ra. Chậm nhất cũng một chậm để gửi lại. Anh Hưng dùng cái nick gì mà cô tìm không ra đây. Anh Hưng gửi lại cho cô ấy. Rồi, đấy rồi. Rồi. Anh Hưng tạm phải không ạ? Phương Trang. Phương Trang dư mới gửi à? Phương Trang gửi cái chị mình nhầm nhóm đó Phương Trang ơi. Phương Trang gửi cho cô cái chị mình nhầm nhóm rồi. Em có người mới có. Phương Trang phải nhờ gửi trong Zalo cho cô đấy. Không có. Cái bài chị đấy. À, rồi rồi chị đang bàn việc tỷ tỷ chị vào nhé. Trang là không có bài cù này. Khánh Huyền. Mười có. Nghe này nó bài rồi. Bình. Chị có. Năng là 9 được Bình. Hoặc là 8 hoặc là 10 nhưng mà năng mà 9 được. Em sai mày câu. Tạm có, chắc có là tạm có. Em sai một câu. Ông nói tạm có. Bình Bình. Đấy, ba của Bình Bình. Ba của Bình Bình gửi cho cô đâu rồi? Bình Bình gửi cho cô đâu? Ba Dạ của em Bình gửi Bình bên địch gửi tài qua. hả? Em gửi bên địch tài qua. Em gửi một chậm lại cho cô kiểm tra cái mà. Cô kiểm tra cái nick bên thì bên trong lớp này cũng gọi đây em gửi gửi cho cô một chậm để gửi lại à rồi sai một câu đúng nha rồi Hà Anh Hà Anh được bộ Cảnh Nguyên Cảnh Nguyên đâu? Này trở về bỏ Cảnh Nguyên được mấy điểm em? cửa là Cảnh Nguyên đâu rồi?
Không la mây cù này. Văn Linh. Hai con. Hào Quang. Hào Quang lắm vô học vậy này. Hào Quang này nó học được co bừa nó nghỉ rồi biết. Hào Quang vào đón à. Ơi. Ơi. Mà bạn Hào Quang nó không có mặt này. Vậy là hôm nay có những bạn này là không làm bài tập này. Mạnh Tấn là một. Dương Hảo là hai. Ôi em làm sao của Mạnh Tấn gửi bài cho cô ở đâu? Mới làm à? Phương Tráng là ba. em chụp nó quên gửi được cô ạ. Cảnh Nguyên là bốn. Vậy Cảnh Nguyên này, Phương Tráng này, Dương Hảo này. Không làm bài tập Tụi em nữa. nhận vô hộp chat đúng không Rồi nhắn ra học chặt mới là gửi qua cái tin nhắn cho cô trước giờ học kia. Em nhắc nhở bên Tấn nhá. Khi làm xong thì em chụp và gửi lại cho cô ngay. Đó giờ một cái ba hôm nào chúng ta cũng có hai cái bài tập. Một là bài đọc, hai là bài tập về nhà. Một bài tập đọc và một bài nghe. Chúng ta cố gắng có thể sau cái buổi học chúng ta hoàn thành luôn không thì chúng ta quên. À, và nhắc nhở những cái bạn hôm nay không hoàn thành bài tập về nhà nè. Tuy nhiên là có một số bạn thì có gửi bài nghe nhưng mà không gửi bài đọc thì cô đã nhắc nhở và các bạn đã bổ sung rồi thì chúng ta nhớ đó ta luyện đọc cái cô ta luyện đọc mà chính xác thì khi chúng ta nghe mới chính xác được, còn khi mà các bạn đọc không chính xác là ngại nghe chúng ta sẽ không 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 nghe được đâu. Hôm nay có một cái bàn mới là bàn Việt Hải. Việt Hải là nick của ai đấy à? có mời gì em vô đây À, cô mở em là học sinh mới phải không ạ? em lớp 6 mà cô cho em vô lớp 7. Ồ, lớp 6 mà lại vô lớp 7. Học vượt cấp à? Rồi. Các Đóng bạn bị ạ. À. Hay là em có học nhầm lớp không? Tối nay vẫn có một lớp 6 học mà. sáu học nhưng mà em vô được cô mời cho em vô lớp 7 luôn. À. Cô kiểm tra lại bị hay là cô mới có cho em ở nhầm lớp hay không? Rồi vậy tụi này là vặn bàn Thuy Dũng này. Bạn Thuy Dũng hiện tại vẫn chưa có mặt đúng không ạ? Bạn Hào Quảng thì lắm thấy rồi nè. Con có bạn Thuy Dũng bị ốm rồi rồi cạo cụ đây rồi. Đó. Đó là cái bài của bài cũ hôm trước thì chúng ta chú ý nè. Con nhắc lại một lần nữa nè. Rồi hôm nay là lần cuối cùng của miền nhạc tiến lên nhóm. Được chưa? Con bắt đầu từ tiết 6 những bạn nào mà không làm bài tập là cô sẽ nhắc lên nhóm nè và cho điểm không luôn. Đó. Còn hôm nay cô coi như là quyền bài tập. Còn tiết sau cô sẽ nhắc lên nhóm và cho điểm không nữa. Đó chưa? Đó là cái bài về nhà. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài mới. Ta thấy màn hình cô chia sẻ chưa? Ok. Today is a Tuesday, November the 21st, 2023. Pirrhus 26, Flyer 6, S1. Nay chúng ta sẽ học sang Flyer 6. Và bài số 1. Sẽ học kỹ năng nghe của bài 1. Rồi, Mạnh Tấn, cô thấy bài rồi Mạnh Tấn. Nhưng mà cô nhắc buổi sáng là phải gửi cho cô trước khi chúng ta học nha. You ready? Ok. The first one, we have some new word today.
ta có một số cái từ mới hôm nay chúng ta chủ yêu cầu. Okay. Today we have 17 new words. Đã có 17 từ mới. You look at the words and write. Painting, slate, mirror, palm, gold, silver, basement, cave, castle, museum, university, desert, market, bookshop, butterfly, horse, photographer. We have a 17 word and you write. If you finish, you raise your hand. Nếu các em viết xong, các em cho cô biểu tượng giơ tay. Rồi, Yes. Yes. một cái ơi. Ai có ý kiến gì đâu ạ? If you finish, raise your hand. Nếu bạn nào xong rồi thì cho cô biểu tượng giơ tay. Ok. Some student finish. Một số bạn là viết rất là nhanh. Cảnh Nguyên nó xong rồi này. Phương Trang rồi này. Five student finish. Năm bạn đã hoàn thành rồi. Be quick. Những bạn khác chúng ta cố gắng nhanh nha. Ta viết cẩn thận thì nữa cô sẽ kiểm tra đột xuất một số bàn chụp bài và gửi cho cô kiểm tra xem. Ta viết cẩn thận cho cô. Chín bạn đã hoàn thành.
Bạn nào mà xong rồi, viết xong rồi thì ngồi thực hành nhé cô nào. Và phát hiện ra cho cô những từ nào khó. Thì nữa chúng ta sẽ hỏi rồi chưa? Những từ này chúng ta đã học rồi. Xem là từ nào khó thì chúng ta hỏi. 13 student finish. Một nửa lớp đã hoàn thành rồi, những bạn còn lại chúng ta cố gắng nhanh. Fifteen student finish. Còn 5 bạn nữa, chúng ta cố gắng nhanh nào. Việt Hải, Tuấn Anh, Bảo An, Mạnh Tân, Việt Hải rồi. Mạnh Tấn với Hà Lính nào, nhánh nào? Đã cố gắng hoàn thành bài thì cô sẽ kiểm tra các bạn viết nhá. Có hai cái yếu tố trong tiếng Anh mà muốn học được đấy, chúng ta phải học thuộc từ. Thứ hai là ngữ pháp. Là từ mà chúng ta học thuộc, nghe được, đọc được. Đó. Chúng ta đọc chính xác thì chúng ta nghe sẽ chính xác. Mạnh Tấn và Hà Linh xong chưa? Now look at the words and listen to me. Bây giờ các bạn nhìn vào từ và nghe cô đọc. I will read twice. Cô sẽ đọc hai lần. Cho nên chúng ta tập trung vào. Và khi đọc tiếng Anh thì chúng ta chú ý cái cơ miệng ấy, chúng ta mềm cái cơ miệng ra. Đó. Are you ready? Now listen to me. Painting, plate, mirror, comb, gold, silver, basement, cave, castle, museum, university, desert, market, bookstore, butterfly, horse, photographer. Listen again. Painting, plate, mirror, comb, gold, silver, basement, cave, castle, museum, university, desert, market, bookshop, butterfly, horse, photographer. Can you hear clearly? Các bạn nghe rõ chưa? Now you turn on your camera and read. Giờ các bạn bật cam lên cho cô kiểm tra các bạn tập đọc nào. Các bạn bật cam lên. Các bạn nào chưa bật cam nào? Turn on your camera, please.
Linh, Trâm, Quý, Huyền, Bình, An, Hải, Tuấn Anh, Hà Linh, Bảo An, OK, Khánh Huyền, An, turn on the camera please. Bạn bật cảm lên cho cô. Tuấn Anh, are you here? An, are you here? Em bật cảm lên cho cô nào. Đây có bạn Khánh Huyền, Tuấn Anh là hư cam. Có hai bạn thôi đúng không? Lính là ba. Nhưng bạn khá. Cảm lên cho cô. Ok. Now look at the word and listen. Read after me. Bây giờ các bạn nhìn vào từ. Đọc theo cô nào. Painting. Plate. Mirror. Com. Gold. Silver. Basement. Cave. Castle. Museum. University. Desert. Market. Bookshop. Butterfly. Horse. Photographer. Again. Listen and read again. Quay cái camera này cái miệng á để cô thầy xem là bạn nào đọc đúng mới bạn nào chưa đúng nhá, thầy trên cái trạm thế mà nào mà cô biết được các bạn đọc đúng hay không. Ok, are you ready now read out me, cả lớp đọc lại nhé con nào. Painting. Plate. Mirror. Com. Gold. Silver. Basement. Cave. Castle. Museum. University. Desert. Market. Bookshop. Butterfly. Horse. Photographer. Từ cuối cùng hơi khó đọc, chúng ta chú ý cho cô. Photographer. Okay, now you have 3 minutes to practice. Bây giờ các bạn có 3 phút để thực hành. If you have difficult word, let me see. Nếu các bạn có từ nào khó thì hãy nhắn vào hộp chat. Practice more. Và đọc cho trôi chảy cho cô nào. Is there any difficult word? Có từ nào khó thì chúng ta nhận vào để cô đọc lại và nhớ nha.
Number four is a comb. Number nine is a castle. Number seven is basement. Is there any other difficult word? 11 is a university. 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 Khi nào thì chúng ta cố gắng gắng đánh trọng âm cho cô luôn. Number 15, butterfly. Âm thứ nhất là âm A. A, E, I, butterfly. Và đừng có đọc là butter nha. Nó âm A nên là butterfly. Như bạn đã đọc là butterfly, it's not good. Butterfly. One minute more, một phút nữa. Ta cố gắng đọc đi đọc lại, đọc và đánh trọng âm vào tư cho cô luôn. Rồi cô sẽ kiểm tra một số bàn nha. Number 15 is a butterfly. Number 2 is a bird. Number 11 is a university. Number 12, desert. Number 10, museum. Number 8, cave. Number 11 is a university. 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 And number 10 is museum. Time's up. Now let's check. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nha. The first one, Phương Trang, can you read? Yes, teacher. Painting. Place. Mirror. Form, gold, silver, basement, cave, castle, museum, university, dagger, market, bookshop, butterfly, horse, photographer. Let's look at number 11 and number 12. Em đọc lại cho cô số 11 và 12 nào. Teacher, university, dagger. Not correct. Em đọc lại cho cô từ số 11. University, city, university. University. Right. And desert. Desert. Right. Thank you. Go on. The next. Cảnh Nguyên, can you read? Painting. Glass. Mirror. Comb. Gold. Silver. Basement. Cave. Castle. Museum. University, this is market, desert, bookshop,
butterfly, horse, potato, rubber. Now you read the word twelve again. You read number 12. T-shirt. It's desert. Repeat, desert. Desert. Right. Cái từ này nó gần gần với cái từ bừa trắng miệng ấy, nhưng mà cái từ đi bừa trắng miệng ta thấy một cái chữ S ở giữa này, chúng ta đọc là desert. Đó. Còn từ này chúng ta đọc là desert, là sa mạc. Okay. Go on. Lan Phương, can you? Lan Phương, are you here? Mình Lan Phương đâu rồi ạ? Cô chưa thấy bà Lan Phương phản hồi ạ. Cô nghe một bạn nào đó nói mà không nghe Lan Phương nói, à mic Lan Phương bị hư rồi à. Ok. Cảnh Huyên, can you read? The teacher, bell ring, plate, mirror, comb, gold, silver, basement, clay, Castle, museum, university, desert, market, bookshop, butterfly, hope, photographer. You read number 10 again. Em đọc lại câu số 12 nào. Em đọc lại câu số 12 nào. Desert. Desert. Right. Desert. E ở desert. Bing, can you? Yeah, teacher. Yes. Painting. Pen, mirror, comb, gold, shiver, basement, clay, castle, museum, university, university. There, market, bookshop, butterfly, how, photography. Now, you read number 10 again. Em đọc lại câu số 12. Desert. 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 Number 16. Horse. Frost. Số 16 đọc lại nào. Horse. Horse. Right. Number 17. Số 17 nào. Photographer. Photographer. Not photo. Photo. Photographer. Photo. Photographer. That's right. Photographer. Now, and now you read again and mark spread. Bây giờ cô đọc lại một lần nữa và các bạn nghe đọc đánh trọng âm cho cô. Okay, the last time. Cô nhắc lại này, nghe đọc đánh trọng âm. Are you ready? Painting. Plate. Mirror, comb, gold, silver,
basement, cave, castle, museum, university, university, desert, market, bookshop, butterfly, horse, photographer. 1 minute for you to mark. Cho các bạn 1 phút để hoàn thành bài đánh trọng âm. Sau 1 phút cô sẽ gọi một số bạn gửi bài, chụp và gửi bài cho cô. Và cả lớp sẽ cùng xem và chữa bài cho bạn. 1 minute, 1 phút bắt đầu. Ok, nhưng bàn sau chụp và gửi bài cho cô. Ta sẽ kiểm tra 2 bàn. Bàn Khánh Toàn là 1, Đức Sáng là 2. Và Nguyễn Trầm là 3, gửi 3 cho cô nào. Đức Sáng, Khánh Toàn, Nguyễn Trầm, gửi 3 cho cô. Chụp cái từ vựng và đánh trọng âm nó gửi lên vào Zalo cho cô nào. Và cả lớp chúng ta sẽ cùng xem và chữa bài cho bạn nha. Khánh Toàn, Sáng và Nguyễn Trâm nhanh. Chúng ta sẽ xem bài của bạn. Sáng nha. Cô ơi,
Ai ạ? Dâu em là con mẹ của bạn nào ạ? Anh Toan của anh Toan không có mẹ à? Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chừa bài của bạn Đức Sáng trước. Chừa bài của bạn Đức Sáng trước nha. Nhìn vào bài của bạn Đức Sáng và nhận xét cho cô. Bạn Đức Sáng ấy rằng mới thấy được từ số 3 đến số 15 đó bạn Đức Sáng ạ. À, rồi, trong này có rồi, nhưng mà cái hình ảnh em ra. Từ thứ nhất là painting là số 1 rồi. Mirror. Trọng âm 1. Silver trọng âm 1. Basement. Castle. Rồi. Cái từ số 10 chúng ta có thể đọc hai cách, hoặc là museum hoặc museum đều được. University. Từ số 11 chúng ta chú ý những cái từ nào có âm city thì nó sẽ rơi vào trước âm đó, cho nên chúng ta đọc là university. University. Đó, bạn Đức Sẵn chú ý. Desert, đúng rồi. Market, rồi. Bookshop, rồi. Butterfly. Từ số 10 16 rồi, 17. Photographer, đúng rồi. Nó rơi vào âm thâu. Và kiểm tra lại nha. Bạn Khánh Toan là không có máy rồi. Bạn Nguyễn Trâm đâu rồi ạ? À? Nguyễn Trâm tại sao chưa thấy gửi bài với cô? Em chưa làm được cô ạ. Ờ, chưa làm được rồi. Bây giờ nhìn lên bài của bạn và chúng ta chú ý. Nhưng bạn nào sai thì chúng ta sửa cho cô. Dạ. Bây giờ quay trở lại cái từ nào. Quay lại từ cho cô. Đây. Đã quay lại từ của nha. Ta có từ thứ nhất là painting. Và chúng ta có trọng âm số 1. Rồi. Mirror. Trọng âm 1. Silver. Trọng âm 1. Basement. Trọng âm 1. Castle. Trọng âm 1. Museum. 1. University. Desert. Market. Bookshop. Butterfly. Photographer. Đó. Vậy chúng ta lưu ý vào cho cô. Ai mà con sai chúng ta sửa cho cô nhé. Okay, finish. Xong nha. Với bộ cô sẽ kiểm tra vừa một số bàn xem nhá, để ta ghi chép có đầy đủ không. And the next one.
Vậy chúng ta sẽ gặp những cái từ này trong các cái bài nghe và chúng ta viết bài vào cho cô. Number one, listen and write. Nghe và viết. Richard's family. Oldest person is the grandmother. Number one is name. Number two, age. Number three, live with. Number four, job. And number five, favorite hobby. Với bài nghe này chúng ta sẽ nghe về gia đình của Richard. Người già nhất đó là bà, đúng không? Vậy ta cần điền các thông tin. Name là tên. Age là tuổi. Live with là sống với ai. Her là với ai của cô ấy, bà ấy. For job là nghề nghiệp của bà ấy khi còn trẻ là gì. Favorite hobby và cả cái sở thích của bà đó là gì. Ok. Have you finished? Now we are going to listen. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cô. We will have twice. Các bạn sẽ được nghe hai lần. Are you ready? You have 1 minute more. Cô cho các bạn 1 phút nữa nha. Finish now, listen. Listen and look. There is one example. Can I ask you some questions, Richard? It's for my schoolwork. Yes, of course. I'm happy to help. Are the questions very difficult? No, they're not. Who's the oldest person in your family? That's easy. My grandmother. Right. Can you see the answer? Now you listen and write. What's her name? It's Beulah. I've never heard that name before. How do you spell it? B-E-U-L-A-H. How old is she? Is it okay to ask that? Yes, yes. It's not a secret. She's 91. Wow, that's great. My grandmother is only 60. And does your grandmother live with you, Richard? No, she lives with her brother. They have a nice flat near the park. Did your grandmother have a job when she was younger? Yes, she was a photographer. She worked for a lot of famous newspapers. What hobbies does she have now? Well, lots of things, but she likes computer games best. I'd like to meet your grandmother, Richard. She sounds very interesting. Now listen to part two again. What's her name? It's Beulah. I've never heard that name before. How do you spell it? B-E-U-L-A-H. How old is she? Is it okay to ask that? Yes, yes. It's not a secret. She's 91. Wow, that's great. My grandmother is only 60. And does your grandmother live with you, Richard? No, she lives with her brother.
They have a nice flat near the park. Did your grandmother have a job when she was younger? Yes, she was a photographer. She worked for a lot of famous newspapers. What hobbies does she have now? Well, lots of things, but she likes computer games best. I'd like to meet your grandmother, Richard. She sounds very interesting. That is the end of part two. Rồi, chúng ta hoàn thành bài viết và gửi cho cô nào. Cô ơi, Yes. em đang nghe cô á. Em Bạn đang nào đó? tuần này cô Tuấn Anh à? Rồi cô gửi lại cho Tuấn Anh nha. Dạ. Cái máy của Tuấn Anh là hầu hình như là cô cho nghe là cũng nghe được cái Tuấn Anh. Kiểm tra lại xem. Cô gửi cho Tuấn Anh cái phách nghe rồi đấy. Rồi gửi bài cho cô nào. Đức sáng là một, phương trắng là hai rồi nè. Cảnh huyền là ba. A linh là bốn. Trần Linh là năm. Tiến Dũng là sáu. Hữu Mạnh là bảy. Bình là 8. Bảo An là 9. Cảnh Toàn là 10.
Cảnh Nguyễn là 11. Bảo Trâm là 12. Quỳnh Trâm là 13. Còn 13 bàn nộp bài cho cô rồi nhá. Còn 8 bàn nữa. Bàn nào nộp bài rồi cho cô biểu tượng giơ tay. Văn Huy là 14. Văn Huy nghe lại cái câu này. Được Văn Huy là 14 nha. Còn 7 bàn nữa. Nhanh lên. Còn 7 bàn nữa trốn chưa nộp bài nào. Viết thải Nhi, Anh Hưng, An, Anh Hưng là 15. Anh Hưng đúng 3 câu. Yến Nhi là 16. Được 16 bàn là nhanh. Ai nộp bài cho cô rồi thì cho cô biểu tượng giơ tay đi. Khắc án là 17. Khắc án là 17. Nhanh nào. Việt Thái, Mạnh Tấn, Hà Linh, nhanh. Cô ơi cô. Ai à? Mạnh Mạnh Tấn cô Tấn, ạ. sáng nay em. Cô ấy mày ảm lắm mà bi nợ nên là chưa chưa nghe được kiểu ạ. Chưa nghe được đằng dư mới nói em. Cái này em nghe được Bố em cái mới nan nói. chứ em mới sửa sửa man vi vi bố được cô ạ. Rồi vậy cô gửi lại nhá. Dạ. Cô gửi lại cho bạn. Em đang dùng cái nick của mẹ có phải không? Giờ mà em người nhà của Em đang ở đâu? em người nhà mà mẹ khó mẹ đi mổ rồi của À, giờ em dùng cái gì để nghe đấy? mà là cô gửi đến nhóm chat em có cái rất là riêng vậy. Gửi lên hộp chat à? À không, gửi lên gia lô của. Ừ, rồi em gửi gửi một chấm sang bên Zalo cô đi.
Vâng, Tuấn Anh nghe lại đi Tuấn Anh ơi. Cô chó rồi mà rằng là bình là 19. Được 19 bàn. Bàn tấn là 20. Việt Hải chưa nộp bài với cô nào. Nhưng bạn có lại nhanh. Chưa, nhưng bạn có lại nghe sóng chưa? Rồi, giờ chúng ta cùng nhìn đáp án nào. À, anh đây rồi. Chữ E viết cho cẩn thận ha, anh chữ E như chữ chữ cơ rồi. Rồi, được một. 2, 3. Anh được 3 câu. Bạn Đức Sáng, cho cô đáp án nào. Đức Sáng. Đáp án là Câu 1. đây. Can you spell the name? Em có thể đánh vần cho cô cái chữ cái của cái tên nào? B E U L A S. Good job. B E U L A S. Đúng rồi, Bueller. Number 2, Ace. Tuổi là gì nào? 91. 91, right. Thank you. Live with her. Brother. Not brother, it's a brother. Brother. And his job? Photographer. A photographer. And favorite hobby? Computer game. A computer game, right? Thank you. Đẹp chưa? Giờ ta kiểm tra cho cô. Đáp án. Xem từ ai sai câu nào thì kiểm tra lại. Ai sai câu nào thì chúng ta kiểm tra lại cô. Kìa, bạn nào sai nhận lại cho cô xem nào. Mình sai câu nào. Rồi, hiểu mạnh là đúng cả rồi. Rồi. Cảnh Nguyên rồi Hà Linh rồi. Bài bài này thì có thể hầu hết chúng ta nghe đúng cả hai, nghe lại xem tự mình sai câu nào nhá. Anh là sai mất câu
ba cậu bốn. Có ba là younger brother, giống như brother younger đó. Còn nếu bạn hành viết là younger brother thì là đúng. Beamer photographer sai bằng mảnh tên photographer chứ mày the gaffer. Graph sao mà chữ cái rồi mà anh tính. Còn cái từ computer game, bạn nào viết số ít hoặc số nhiều đều được, được chưa? Nhưng mà thông thường á, thì cái trò chơi thì chúng ta thường viết là số nhiều các bạn nhé. Từ games, chúng ta viết số nhiều. Graph. Mạnh tấn kiểm tra xem thì mình nhiều cái mình đọc đúng nhưng mà mình đánh nhầm đi thì đi thì mà mình viết nhầm cũng là sai đó mạnh tấn ạ. Thế chú ý nhá, bạn bán huế không nghe lại à, bạn nào bán huế không nghe lại bài à, cô gửi file nghe lại mà không nghe lại bài à. Đó, Tuấn Anh cái này cô nhắc cũng nghe lại bài này. Tuấn Anh thì chấm bài mình thì được mấy điểm Tuấn Anh? Tuấn Anh nó đúng được câu cái từ photographer, có những từ khác. Từ graphic cùng viết sai chính tả chữ phơ đằng sau. Tuấn Anh chú ý, cô gửi cái phát nghe rồi em có thể nghe đi nghe lại. Rồi. Ok, nào. Move on the next. Thì chúng ta sẽ chuyển qua cho câu bài thứ hai. Number three. Where did Vicky? Where did Vicky Grandpa get these things? Ông ba của Vicky thì lấy những cái đồ vật này ở đâu? Yarrow is a sea painting. One is a butterfly plate. Three is gold mirror. Number two is a gold mirror. Number three, horse pictures. Number four, silver comb. Number five, garden painting. A is a castle. B is basement. C is a cave. D, market. E, museum. F, university. And G, desert. And H is bookshop. You write down. You have 2 minutes to write. Bạn có 2 phút để viết. Have you Ai viết xong rồi cho cô biểu tượng giơ tay nào. Ai viết xong rồi thì giơ tay cho cô nha.
có 13 bạn viết xong đấy à? Bạn viết nhanh như con nào? Những bạn còn lại viết nhanh nhất cô nào? Ai xong rồi thì cho cô biểu tượng giơ tay nào. Con Bảo An, Hà Linh, Mạnh Tấn, Sáng, Việt Hải, Văn Huy, nhanh nào. Văn Huy rồi, Bảo An, Hà Linh, nhanh. Con Văn Huy và Việt Hải nữa, Việt nhanh nào. Văn Huy rồi, Việt Hải xong chưa? Okay. Now we are going to listen twice. Các bạn sẽ nghe cho cô hai lần nha. Cô sẽ gửi cho Tuấn Anh và Mạnh Tấn trước này. Cái này là có Mạnh Tấn và Tuấn Anh không nghe được đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe cái câu nào. Part 3. Listen and look. There is one example. Where did Vicky's grandpa get these things? You have lots of lovely things in this room, Grandpa. Where did you get them all? Well, Vicky, I got this old picture. The one of the storm at sea, from an old castle. I was staying there when I saw it. I said to the people there, I love this picture, and they sold it to me. Can you see the letter A? Now you listen and write a letter in each box. What about this? My silver comb. It's lovely, isn't it? I never use it, but I bought it from an old woman in a market 35 years ago.
It wasn't very expensive. And where did you get this picture, Grandpa? My painting of the garden in summer, you mean? Look at all those flowers, Vicky. I got that from a friend of mine. He's got a bookshop. But one day I went to his house and this painting was in his basement. He didn't like it, so he gave it to me. And I love this. Is it made of gold, Grandpa? Yes, it's a beautiful mirror, isn't it? It looks old, but it isn't. I bought it when I visited a museum in London. It looks like a very famous one which someone found in a pyramid. And what about that other painting? The one above the cupboard? Oh, yes. The one of the man who's riding his horse over a bridge. That's my favorite. I bought it from a university. The artist who painted it works there. And this? I love this most of all. My plate. Yes, me too. Someone painted these butterflies on it, and the colors are very beautiful, aren't they? But I didn't buy this. I found it in a cave one day when I was climbing a mountain. I was much younger then. Now listen to part three again. What about this? My silver comb. It's lovely, isn't it? I never use it, but I bought it from an old woman in a market 35 years ago. It wasn't very expensive. And where did you get this picture, Grandpa? My painting of the garden in summer, you mean? Look at all those flowers, Vicky. I got that from a friend of mine. He's got a bookshop. But one day I went to his house and this painting was in his basement. He didn't like it, so he gave it to me. And I love this. Is it made of gold, Grandpa? Yes, it's a beautiful mirror, isn't it? It looks old, but it isn't. I bought it when I visited a museum in London. It looks like a very famous one which someone found in a pyramid. And what about that other painting? The one... Oh, yes. The one of the man who... Bridge. That's my favorite. I bought it from a university. The artist who painted it works there. And this? I love this most of all. My plate. Yes, me too. Someone painted these butterflies on it, and the colors are very beautiful, aren't they? But I didn't buy this. I found it in a cave one day when I was climbing a mountain. I was much younger then. That is the end of part three. Rồi, bây giờ chúng ta gửi đáp án cho cô nào. À, anh Bảo Trâm Hữu Mạnh rồi, nhanh nào. Bảo Trâm viết đề vào. Bảo Trâm viết đề cẩn thận vào. Bảo Trâm Mạnh Trần Linh, anh Hưng Tiến Dũng. Hà Linh, Đức Sáng. Bảy rồi. Những bạn khác nhanh. Khánh Toàn là 8. Mình có 8 bạn thôi, chúng ta gửi nhanh nhé cô nào.
Mới được Khánh Toàn là một, Đức Sáng là hai, A Lính là ba, Tiến Dũng là bốn, Anh Hưng là năm, Trần Lính là sáu, Hư Mạnh là bảy, Bảo Trâm là tám. Bảo Trâm ghi đề vào cho cô, rồi chụp gửi lại. Mới được 8 bàn, chúng ta làm nhanh như cô nào. Văn Huy là 9. Chín bàn rồi, Phương Trang là 10. Còn 11 bàn nữa. Khánh Huyền là 11. Mới được 11 bàn, nhanh. Quỳnh Trầm là 12. Văn Bình Việt chụp lại cẩn thận nhé cô. Cảnh Nguyên là 13. Bình là 14. Được 14. Hiền Nhi là 15. Con 6 bàn nữa nhánh nào. Nhưng ai mà gửi bài cho cô rồi cho cô biểu tượng giữa tay. Mới được 15 bàn. Yên Nhi, Cảnh Nguyên là 2, Quỳnh Trâm là 3, Khánh Huyền là 4, Phương Trang là 5, Văn Huy là 6, Khánh Toàn là 7, Đức Sáng là 8, Hà Linh là 9, Tiến Dũng là 10, Anh Hưng 11, Trần Linh 12, Hữu Mạnh 13, Bảo Trâm 14, Khắc An 15, Bình 16. 16 bàn thôi. Bảo An, Hà Anh. Lan Phương là 17. Bảo Án Hà Ánh Mạnh Tấn nhanh. Bảo Hà nộp bài rồi, Mạnh Tấn. Nộp rồi, đang lại thú rồi đấy, Bảo An. Chụp kỹ lại cho cô. À, anh phải Mạnh Tấn bài đâu rồi. Bảo An, Hà Anh, Mạnh Tấn. Gửi bài nhanh nha cô. Bảo Án ha, anh Mạnh Tấn đâu rồi?
anh tên nó bay của nào bảo an đây rồi. Đê đâu rồi anh à, bảo an. Bảo an là cũng phải tí nữa là bảo an chụp bài gửi cô nha. Chụp bài viết hôm nay gửi cho cô nha vì cô chưa thấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ check lại cái bài nghe này. Cái con là bạn bảo an à, bạn à, anh đây rồi. Tấn bài đâu rồi em? Mày lại bị tiếp rồi. Con mạnh tấn là phải kiếm cái máy chứ con máy em nó mà học cứ nghe cũng không tương tác được cái bằng tấn ạ à. Nó rất là ảnh hưởng đấy. À, giờ chúng ta sẽ check lại cho cô cái bài nghe này nào. Ta xem lại nha. Bạn nghe lại cho cô và sắp xếp lại cho cô. From an old part 3. Listen and look. Bạn Ánh Hưng nghe cho cô số 1. There is one example. What? I was staying there when I saw it. I said to the people there, I love this picture. And they sold it to me. Can you see the letter A? Now you listen and write a letter in each box. Anh Hưng nghe cho cô số 1 nào. What about this? My silver comb. It's lovely, isn't it? I never use it, but I bought it from an old woman in a market 35 years ago. It wasn't very expensive. Anh Hưng, đáp án của cô 1. Cô là cô 1 là silver comb. Rồi, silver comb ở đâu? Nội market. À, market. That's right. Thank you. Đúng rồi. Vậy chúng ta có đáp án của câu 1 sẽ là Steve Com. Là số 1. Và đáp án sẽ là market D. Đúng rồi. Thank you. Tiếp. Nghe tiếp cho cô câu số 2. Bàn Hà Linh. Nghe câu 2. And where did you get this picture, Grandpa? My painting of the garden in summer, you mean? Look at all those flowers, Vicky. I got that from a friend of mine. He's got a bookshop. But one day I went to his house and this painting was in his basement. He didn't like it, so he gave it to me. Hà Linh, đáp án của câu 2. Hà Linh có thể mở mic cho. Garden painting là số 2, đúng rồi. Và ở đâu ạ? Ở đáp án bảy, basement. À, B basement, good job. Thank you. Go on. Bạn Khánh Toàn nghe cho cô câu 3. And I love this. Is it made of gold, Grandpa? Yes, it's a beautiful mirror, isn't it? It looks old, but it isn't. I bought it when I visited a museum in London. It looks like a very famous one which someone found in a pyramid. Khánh Toàn, câu 3. Gold mirror. A gold mirror. And where? Is a museum. Museum, right. Is a museum. Thank you. Go on. Bạn Tuấn Anh, nghe cho cô câu thứ 4. And what about that other painting? The one above the cupboard? Oh, yes. The one of the man who's riding his horse over a bridge. That's my favorite. I bought it from a university. The artist who painted it works there.
Tuấn Anh, cho cô đáp án của câu số 4 là gì? Hello Tuấn Anh. Em được cô là từ market. Em nghe được. Đó là cái gì kìa nào? Cái đồ vật thứ tư đó là cái gì? Em chưa nghe được cô. Không nghe được cái đồ vật thứ tư là cái gì à? Dạ. Ok. Phương Trang. Cô gửi ba nghe rồi mà không, em nghe không cẩn thận gì cả. Phương Trang nào, cho cô đáp án của câu 4. Anh có bộ là hot picture. Hot picture. Em nghe được là ở đâu? Where? Desert. Desert. À dài đĩa, bạn nào có ý kiến khác không? Bạn dùng có ý kiến khác không ạ? À? Đáp án bạn dùng là gì? Bản của bạn Dũng là Dũng không có đáp án khác rồi. Bây giờ tăng nghe lại cái chỗ này cho cô tí nha. London. It looks like a very famous one which someone found in a pyramid. Love this. Is it made of gold, Grandpa? Yes, it's a beautiful mirror, isn't it? It looks old, but it isn't. I bought it when I visited a museum in London. It looks like a very famous one which someone found in a pyramid. And what about that other painting? The one above the cupboard? Oh, yes. The one of the man who's riding his horse over a bridge. That's my favorite. I bought it from a university. The artist who painted it works there. Người ta nghe được cái từ gì? Có phải là desert không ạ? Cảnh Nguyên, các bạn của em là gì? Tôi có là các bạn của em này ạ. F là từ gì? Từ gì? Từ gì đó Cảnh Nguyên? But it isn't. Đó I bought it when I visited a museum in London. It looks like a University. very famous one which someone found in a pyramid. Nghe lại câu này này, nhiều bạn And nghe what xem. about that other painting? The one above the cupboard? Oh, yes. The one of the man who's riding his horse over a bridge. That's my favorite. I bought it from a university. À, nghe được từ từ gì Cảnh Nguyên ạ? University. À, university. So the answer is F. Thank you. Yep. Câu cuối cùng. The artist who painted it works there. And this? I love this most of all. My plate. Yes, me too. Someone painted these butterflies on it, and the colors are very beautiful, aren't they? But I didn't buy this. I found it in a cave one day when I was climbing a mountain. Mang, đáp án của em câu này là gì? Đáp án của em là C. À, C, cave. Rồi. Đó. Vậy đó là đáp án. Bây giờ chúng ta dựa vào cái đáp án chúng ta vừa sửa. Các bạn chấm bài của mình nhé cô nào. Chấm được bao nhiêu điểm và bảo cho cô là sai câu nào. Chấm cụ thể nhá. Chậm lại với cô, gửi bài rồi là không được thu hồi nha. Đúng cả là được mấy điểm. Sai câu nào? Được chưa? Bạn Dũng rồi, Cảnh Nguyên rồi, Khánh Toàn rồi. Hôm nay một số bạn nghe rất là tốt đấy. Có tiến bộ. Văn Huy vẫn đang sai. Văn Huy là cô gửi bài cho rồi mà vẫn cứ sai. À, anh cũng vậy.
Những cái câu nào sai đó chúng ta nghe lại, anh Hưng nó sai mặt câu 3 và câu 5 này. Sai mặt câu 3 câu 5 đúng rồi, G và H. Đó. Bạn còn lại nhanh. Vậy trong bài này là bạn Mạnh Tấn là không có bài nè. Mạnh Tấn không nghe được nè. Mạnh Tấn chú ý kia mic của mình nhé. Rồi. Cô Sao ạ? em nghe xong đấy cô. Mạnh Tấn nghe xong rồi à? Dạ Rồi, bảo điểm luôn nhá. Khánh Huyền là sai mất câu 5 rồi. Điểm gì rồi? Bây giờ đọc điểm cho cô nào. Cô sẽ lấy điểm bài hai bên nghe vừa rồi nha, Mạnh Tấn. tạm cô. Bài cái này không nghe được đúng không? Thành Toàn. Mười mười. Thành Toàn bên này tiến bộ. Các An. Mười tám quá. À, mà lại đây. Chậm bài đi chứ khắc à, bằng cái bài hài chưa chậm đấy. Sai câu nào bảo lại rồi cho cô. Văn Huy. Hai Hai với bốn đúng không? Văn Huy là phải cố gắng thêm cái kỹ năng nghe là Văn Huy ạ. À. Em cố gắng nghe đi nghe lại cố tiến dùng. Dùng 10 10 đúng không? Rồi. Đức Sáng. mười mười rồi. Dùng nghỉ. Bảo Trâm. Mười 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 quá. Trâm, em chỉ cần bảo hai con này, hai con nghe tới con bài về nhà của lại rồi. Lan Phương. Lan Phương là 10 với 8 đúng không? Dương Hào. Hào là bạn học này. Yên Nhi. Yên Nhi 10, 10 này. Mạnh. Mười Mạnh bay 1, 10 với 20 rồi. Sẽ kiểm tra điểm của bạn luôn. Quanh Trâm. Quỳnh Trâm 10 10 này. Tuấn Anh. Tuấn Anh chấm bài đi em. Bài đâu được 1. Ba số 2 được mày đấy Tuấn Anh. được gọi là bài thứ hai được còn hai Hai câu không? chưa còn ít Wow. bài bài đầu được hai con bài cuối được bốn Là 24 gì rồi. vì bài tập với nhau là tám. Rồi. Bảo An. 14 quá. Hà Linh. Mưa mưa quá. Rồi. Anh Hưng. Sao sao có. Anh Hưng cố gắng nghe luyện nghe thêm một chút này em nha. Phương Trang. 18 quá. Khánh Huyền. 18 quá.
Nguyên Bình. Bé hai đang lại nghe được ý chị Bình. Mở nghe lại nha, tí nữa cô sẽ gửi cả cái tape của bạn nghe lên. Và bạn nào sai chúng ta nghe lại cho cô. Hai anh. Cảnh Nguyên. Văn Linh. Mời mời. Bài tập về nhà này nghe được ít chưa? Rồi, đó là nhiệm vụ hôm nay chúng ta đã hoàn thành. Và cô có một cái bài tập về nhà cho các bạn. Và về nhà chúng ta nhớ có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là đọc lại từ mới. Thứ hai là chúng ta làm cho cô bài tập nghe, cô gửi ở lên nhóm. Ok, goodbye class. Goodbye teacher, see you again. Yes. See you next week. Goodbye teacher, see you again. Yes.